Cửa hàng Nông Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng 3 Bò Long Xuyên, Mộc Bài, Vũng Tàu. Số điện thoại 0337 01 9191, 0974 44973. Hôm nay bên em lên sóng cho anh em mấy con máy cưa xích Nhật bãi mới về, để có thương hiệu Estin, Ruby, Echo và Zone Set hàng thủy điện. Chúng ta coi cho anh em quay chi tiết còn nguyên đất Nhật luôn. Còn khủng bố bất chất luôn. Một con Estin 170C, hàng này có trợ lực. Sau này là thấy là máy quá chuẩn luôn. Cái này là bị bể mất cái tay thắng này. Nó vẫn thắng bình thường, nói chung là vẫn thắng bình thường. Là về chắc sơ này. Đẹp máy này, ướt áp, ướt mát đẹp. Trợ lực nhá, hàng trợ lực này rất là hiếm có. Khá là đẹp anh em nhé. Đây, này dọn rửa lên bao mới luôn, chuẩn đấy. Ok, con này là 017, khá là đẹp. Đẹp gì nguyên bản đây, hãm ok, dây giặt như mới, tay thắng không nứt bảy. Có cái bô là rỉn sét thôi, nguyên đất Nhật anh em nhé. Làm khá đẹp. Đó. Nhưng mà mình VIP không? Cái này Ruby này cũng khá là đẹp. Con này là 335. Cái này mới quá, quá mới luôn. Đây còn tí xăng nữa, không biết là còn đỏ có xăng không biết. Không có. Thấy có bọc xăng như này là còn mới kem luôn. Mới, con này nhìn sơ giản đồng là rất là mới rồi. Tí mình thử hơi nữa ha. Mới kem gen watt. Quá mới luôn. Kết xe bè. Thử hàm luôn. Mới chưa? Nguyên đất Nhật. Đấy. Anh em xem video bên em biết rồi đó. Máy lấy về còn nguyên đất Nhật là quay chi tiết. Sau đó bên em dọn nọc, rửa ráy vệ sinh. Đó, là cái con nào mà đẹp 9 nút Nhật quên xài là để riêng ra bán anh em, là để cho những anh em đại gia thích săn máy đẹp. Còn những con mà xấu giá rẻ bình dân thì bán cho anh em với giá rẻ bình dân. Đó. Con này cũng khá là đẹp. Cái này thì làm thì hơi bị VIP luôn. Con này thì đẹp lắm, 49,9cc. Con này nó mất cái số, không biết là số bao nhiêu đó. 501 anh em. Echo 501. Làm nó quá đẹp luôn. Mới. Làm nhìn mê luôn. Quá xuất sắc luôn. Echo 501. Da băng. Rồi con này con Zone Set 49cc. Đây là cái nút e gió này phải. E gió đúng rồi. Thiết kế hay. Zone Set. Này chắc bị dư dây là hắn cuốn thêm vài vòng nữa đây. Thử hơi thôi. Cái này thì máy khá là đẹp. Hơi tốt. Nhiều cây lam thì không được ngon lắm, 49cc còn này. Lam không được xịn sò, xích hết rồi. Máy móc thì gì nguyên con. Nguyên đất Nhật luôn. Đẹp ạ. Còn đây là Echo máy này. 501 luôn anh em. Cặp này cặp 501. Nguyên đất Nhật luôn. Xích này hay rồi. Xích này thay cho xích mới ha. Echo 501. Rồi. Giới thiệu cho anh em chi tiết vài con máy. Thì hàng ở đây thì em sẽ rửa ráy vệ sinh này, cho đỏ này. Rồi bắt đầu con nào mà giá nó đẹp thì theo phần nó sao giá cậu đẹp.
Còn căn đậm 86-85% thì bán theo cái giá khoảng 80-85%. Nên anh em xem video của bên em nhiều thì anh em biết rồi đó. Máy móc thì khi mà về là bên em hay quay theo cái kiểu là còn nguyên đất Nhật, sau đó dọn nổ vệ sinh để cho anh em biết là máy móc này như thế nào, xin nguyên con hay sao, chứ không phải như một số nơi là người ta về người ta dọn rửa vệ sinh bắt đầu người ta đăng lên, nhiều khi máy móc làm lại với khách hàng không biết được. Bên em đây là còn nguyên đất Nhật hơi hám là có, tại vì mình lấy những cái máy này thì bọn em bản thân bọn em lựa như nào thì nó lấy về bán cho khách hàng như vậy. Cây nào mà không chuẩn bọn em trả lại liền đó. Anh em cứ xem trong lô cây nào mà không chuẩn đó, khách hỏi một là bán, hai là không là trả lại, có thì nó sẽ đăng lên đây nó như vậy. Hoặc là một số cây là bán tại cửa hàng, khách đến lấy cửa hàng là bán, rồi mà đã đăng lên rồi anh em biết là máy nó phải chuẩn, và nó tùy theo túi tiền nữa cơ. Nhiều khi máy móc nó chênh nhau 400-500 ngàn là chuyện nó rất là bình thường, bọn em đi lấy hàng nó cũng vậy. Máy đẹp nó chỉ khác nhau cái cây lam không, là anh em thấy nó giá trị nó khác nhau hoàn toàn. Đó, bộ lam xích là thấy giá trị rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em có nhu cầu mua mà nguyên lô thì cứ liên hệ trực tiếp để bên em cho cái giá tốt để anh em làm. Còn anh em mua lẻ thì ưng cây nào thì cứ báo trước. Ví dụ thích con Ruby này thì bên em sẽ dọn trước cho anh em. Ok thì đặt cọc rồi em ship hàng thế thôi. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào anh em.